Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng dịch vụ Remote Admin. Dịch vụ Remote Admin là một dịch vụ cho phép điều khiển các máy tính từ xa với quyền truy cập của Administrator. Trong cái mô hình hướng dẫn ngày hôm nay thì tôi sử dụng hai cái máy ảo, một cái máy ảo Windows XP và một cái máy ảo Windows 7. Thì tôi sẽ hướng dẫn Remote Admin giữa hai cái máy ảo này. Thì trong các bài trước mà chúng ta đã theo dõi ở dịch vụ Remote Desktop thì chúng ta thấy là chúng ta có start cái dịch vụ Remote Desktop lên. Tuy nhiên, trong cái Remote Admin này chúng ta không cần phải start các dịch vụ đó, vì mặc định thì các cái dịch vụ Remote Admin nó đã được khởi động sẵn. Cũng tương tự như Remote Desktop thì các cái phiên bản máy tính mà muốn dùng Remote Admin thì các bạn cũng cần phải có không sử dụng các phiên bản là Windows Home. Để biết là chúng ta có dịch vụ Remote Admin hay không, chúng ta mở giao diện dòng lệnh Command Line và gõ vào dòng lệnh Net Share. Thì sau khi chúng ta gõ là dòng lệnh là Net Share thì chúng ta sẽ thấy có một cái thông báo ở bên dưới là dịch vụ Remote Admin nó đã được khởi tạo rồi, và như vậy nó đã được sẵn sàng để sử dụng rồi. Ở trên máy Windows XP thì chúng ta cũng sẽ tiến hành tương tự như vậy. Gõ dòng lệnh là Net Share. Chúng ta cũng thấy là nó cũng đã có dịch vụ Remote Admin nó nằm ở đây. Đối với lại chuyện Remote Admin giữa hai cái hệ điều hành với hai phiên bản khác nhau như thế này thì chúng ta sẽ có một vài cái lưu ý nhỏ. Đầu tiên thì tôi sẽ thực hiện Remote Admin từ Windows XP sang Windows 7. Để thực hiện được Remote Admin, bạn cần phải biết được địa chỉ IP của máy tính đó và phải có được thông tin của username password administrator của máy tính đó. Như vậy, trên máy tính Windows 7, tôi cần phải có thông tin của cái máy tính Windows 7 bằng cách là gõ lệnh ipconfig để xem. Nó có địa chỉ IP là 192.168.116.129. Bước tiếp theo là tôi sẽ sử dụng câu lệnh là net user với tài khoản administrator và thiết lập cái password cho tài khoản này. Ví dụ ở đây tôi sẽ đặt mật khẩu là 123, nhấn nút enter. Từ Windows XP chúng ta khởi tạo cái giao diện dòng lệnh, sau đó chúng ta gõ một lệnh như sau để tiến hành là remote admin vào máy tính Windows 7. Chúng ta gọi lệnh net new cc địa chỉ IP của Windows 7 địa chỉ 116.129. Về mặt nguyên tắc chúng ta sẽ gọi là cc admin với khóa đô la ở phía sau. Cắt ra, gõ cc ngược lại với tham số U 2 chấm, tài khoản chúng ta dùng đó là administrator. Khoảng cách ra, nhập vào mật khẩu của tài khoản đó là 123, nhấn nút Enter. Chúng ta thấy là cái dòng lệnh là the command complete successful, có nghĩa là nó đã truy cập được vào cái Windows 7 thông qua cái remote admin rồi. Và để mà sử dụng, để khai thác cái remote admin này thì chúng ta sẽ thử nghiệm một số cái dịch vụ khai thác. Thì Remote Admin nó không có giống như là Remote Desktop sẽ có cái giao diện đồ họa cho chúng ta sử dụng giao diện như là trên desktop thông thường. Remote Admin thì bị hạn chế rất là nhiều và chỉ phục vụ cho chúng ta một số các cái yêu cầu remote đặc biệt nào đó mà thôi. Ở đây tôi sẽ sử dụng Remote Admin trong trường hợp tôi muốn truy cập trực tiếp vào cái ổ đĩa cứng của Windows 7 từ xa, bằng cách sau khi chúng ta kết nối Remote Admin, chúng ta sẽ gõ cc địa chỉ IP của máy Windows 7. Sau đó chúng ta duyệt ổ đĩa cứng của Windows 7 kèm với dấu đô la ở phía sau. Sau đó chúng ta sẽ nhấn nút Enter. Và nó cho phép chúng ta truy cập trực tiếp vào cái ổ đĩa cứng của Windows 7 từ xa như thế này. Chúng ta có thể tạo ra một cái file để kiểm tra. File dữ liệu. Chúng ta có toàn quyền tạo file, xóa file những cái thư mục mà chúng ta nhìn thấy ở trong cái cửa sổ này. Bây giờ trên Windows 7 chúng ta sẽ kiểm tra lại, chúng ta sẽ nhìn thấy có cái dữ liệu của
ở Windows XP vừa phải tạo ra ở đây. Như vậy là chúng ta đã remote admin từ xa thông qua Windows XP đến Windows 7. Bây giờ chúng ta sẽ làm ngược lại, từ Windows 7 chúng ta remote admin đến Windows XP. Thì chúng ta cũng sẽ thực hiện tương tự. Đầu tiên trên Windows XP chúng ta cũng phải kiểm tra xem là nó có remote admin được hay không, và địa chỉ IP của nó là bao nhiêu. Chúng ta sẽ xem địa chỉ IP của Windows XP bằng lệnh ipconfig. Chúng ta thấy có địa chỉ IP là 192.168.116.128. Tiếp theo là tôi cũng sẽ thiết lập cái tài khoản quản trị administrator với cái mật khẩu cho tài khoản này, ví dụ như là 123. Từ Windows 7 tôi sẽ mở cái giao diện dùng lệnh và gõ vào cái lệnh tương tự như trên Windows XP mà chúng ta đã gõ, lệnh netu /192.168.116.128/admin biến đô la /u2.administrator và mật khẩu 123, enter. Chúng ta thấy cái khoảng thời gian nó sẽ lâu hơn so với việc chạy từ Windows XP sang Windows 7. Và nếu như thời gian lâu hơn như vậy thì có thể đảm bảo là cái câu lệnh này sẽ không có được thực thi được. Về cái thiết lập cấu hình của hệ thống trên Windows 7 và Windows XP, nó có những cái điểm khác biệt nhau, cho nên nó dẫn đến cái vấn đề này. Và chúng ta sẽ khắc phục nó. Và chúng ta chỉ khắc phục một lần, những lần sau chúng ta không cần phải thực hiện lại. Chúng ta sẽ ngắt lệnh này bằng Ctrl C. Tôi sẽ thử lại bằng cách là bỏ đi xuyệt admin mà chỉ để là địa chỉ IP mà thôi, và sau đó nhấn nút Enter. Chúng ta cũng thấy là cái thời gian nó rất là lâu, không có được nhanh. Như vậy là câu lệnh chúng ta không có thực thi được. Và tôi sẽ hướng dẫn khắc phục lỗi như sau. Trên Windows XP, mặc định nó đang được sử dụng cái trạng thái chia sẻ ở dạng Symbol Sharing. Chúng ta mở My Computer hoặc là File Explorer lên, và mục Tool và chọn Folder Option. Cái này cũng có nằm trong Control Panel. Ở mục View, chúng ta kéo xuống dưới cùng, chúng ta sẽ nhìn thấy có cái View Symbol File Sharing. Chúng ta sẽ bỏ chọn mục này, xong nhấn nút Apply và OK. Bây giờ trên Windows 7 chúng ta sẽ gõ lại câu lệnh, lệnh đầu tiên có xuyệt admin. Thời gian cũng sẽ lâu, như vậy là không thành công. Chúng ta sẽ hủy bỏ và gõ lại lệnh bên dưới, có nghĩa là không có biến admin. Chúng ta thấy cái thời gian cũng sẽ lâu. Khi chúng ta thực hiện cái sự thay đổi trên Windows XP, chúng ta cần phải log off cái tài khoản đó. Sau đó chúng ta log on lại. Việc này sẽ giúp cho chúng ta reset lại cái thông số. Và sau khi chúng ta log on lại, chúng ta lại tiếp tục qua Windows 7 và thử sử dụng lại. Các bạn thấy là nó sẽ có cái lỗi như thế này. Admin. Chúng ta sẽ không có truy cập được. Và nó có một cái dòng thông báo này, chúng ta đọc nó sẽ có cái giải thích và chúng ta sẽ sửa được lỗi như sau. Có nhiều cái kết nối đến cái server hoặc là cái tài nguyên được chia sẻ bởi một cái tài khoản user. Hãy sử dụng một tài khoản cho một nhiều tài khoản cho một user. Không có được chấp nhận. Như vậy là chúng ta phải disconnect tất cả các cái kết nối trước đó đến như server và thử lại, thì chúng ta sẽ làm theo cái yêu cầu thông báo lỗi này. Bằng cách là sử dụng lệnh netu, chúng ta cũng có thể biết được là chúng ta đang sử dụng tài nguyên nào. Chúng ta nhìn thấy đang được sử dụng một cái tài nguyên đến hệ thống đó, thì chúng ta sẽ hủy bỏ cái tài nguyên bằng cách là dùng lệnh netu với dấu hoa thị cách ra xuyệt delete, nhấn nút enter.
máy tính sẽ hỏi chúng ta có hay không, chúng ta sẽ chọn có là bấm nút y dài, yes. Như vậy là chúng ta đã xóa bỏ cái session cũ. Như vậy là chúng ta đã sẵn sàng để truy cập vào session mới bằng lệnh net new. /192.168.116.128/admin$u2.administrator mật khẩu 123 enter. Chúng ta thấy là cái dòng thông báo lệnh đã được thực thi, the command complete successful. Bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm một cái ứng dụng khác thông qua dịch vụ remote admin. Tôi sẽ gõ vào dòng lệnh là shutdown-y yên ánh, enter. Shutdown-y yên ánh sẽ hiển thị ra một cái dịch vụ mới có tên gọi là remote shutdown, nghĩa là shutdown máy tính từ xa. Và sau khi chúng ta đã kết nối được đến remote admin thì chúng ta có thể sử dụng được cái remote shutdown này. Ví dụ như chúng ta muốn shutdown hoặc là restart lại một cái máy tính từ xa, chúng ta có thể dùng cái dịch vụ này. Chúng ta nhấn vào nút add ở đây và thêm vào cái địa chỉ IP của cái máy tính mà chúng ta muốn shutdown nó. Ví dụ như IP của máy tính Windows XP. Chúng ta lưu ý là không có dấu xì xịt ở đây. Nhấn nút OK. Sau đó chúng ta tùy chọn cái tác vụ để mà thực thi như là shutdown hay là restart. Ở mục tiếp theo là chúng ta có warn user, có nghĩa là cảnh báo cho user này ở cái mức thời gian cảnh báo là bao nhiêu lâu, tính bằng giây. Chúng ta có thể chọn là mức lâu hơn một chút là 180 giây. Ở mục tùy chọn option này chúng ta có thể chọn những cái option là lý do tại sao chúng ta shutdown hoặc là restart lại cái máy tính đó. Chúng ta có thể thêm cái chú thích, đặc biệt là phải thêm thì hệ thống nó mới thực thi được. Vậy nên chúng ta sẽ thêm vào một cái dòng comment ở đây. Ví dụ như là máy tính XP sẽ restart trong 180 giây nữa. Và sau đó chúng ta nhấn nút OK. Chuyển sang Windows XP và chúng ta thấy xuất hiện một thông báo trên màn hình là máy tính sẽ được shutdown hoặc là restart trong vòng bao nhiêu giây đó nữa. Thì là như thế này. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được cái remote admin thành công giữa hai cái máy Windows 7 và Windows XP. Xin cảm ơn các bạn.